Xôn xao thông tin một nữ diễn viên nổi tiếng đi du lịch riêng với một sát đã có gia đình. Mới đây, mạng xã hội lại được một phen xôn xao khi rò rỉ những hình ảnh của một người đàn ông được cho là sát Nguyễn Hòa Bình đang ôm ấp tình tứ một cô gái. Cư dân mạng ngay lập tức nhận ra cô gái đó là diễn viên chính của Quỳnh Búp Bê, nữ diễn viên Phương Oanh. Có thể thấy bộ đồ trắng mà cô gái trong bức hình đang mặc và các đặc điểm khác trùng hợp y hệt với hình ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân. Còn sát Bình thì được chụp rõ mặt trên những tấm hình đó. Vụ việc này ngay lập tức khiến dư luận tò mò về gia đình nhỏ của sát Bình. Bất ngờ hơn, người vợ của sát Bình và ông đã có một mối tình khiến bao người ngưỡng mộ. Cụ thể, sát Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, hiện đang giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Nextech, một tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi. Ông được đông đảo mọi người biết đến với danh xưng cá mập khi đến với chương trình Shark Tank. Là một trong những nữ doanh nhân quyền lực trên thương trường, founder, CEO của một học viện công nghệ, đồng thời là bà xã của sát Bình, bà Đào Lan Hương, luôn khiến mọi người phải dành một ánh mắt ngưỡng mộ khi nhắc đến. Năm 18 tuổi, bà đỗ kinh tế quốc dân và cùng chồng là sát Nguyễn Hòa Bình khởi nghiệp khi chỉ vừa bước sang tuổi 19-20. Sau một khoảng thời gian gần 20 năm, bà cùng sát Bình sáng lập nên tập đoàn công nghệ có giá trị hàng trăm triệu USD. Đồng hành cùng chồng trong suốt chặng đường từ con số 0 cho đến ngày nay, nữ doanh nhân vừa là hậu phương, vừa là người xông pha trên thương trường. Quen biết và đồng hành cùng nhau từ những ngày còn là sinh viên, sát Bình và vợ đã nắm tay đi qua không ít những cột mốc lớn trong cuộc đời. Vậy mà, hình ảnh được cho là sát Bình và Phương Oanh đi du lịch cùng nhau được tung lên khiến bao người ngạc nhiên và hoài nghi về sự thủy chung của sát Bình đối với vợ mình. Một số người để lại bình luận như sau: "Trước giờ tôi vẫn yêu quý Phương Oanh, em nói em tự đi lên bằng chính bản thân của em, không cần dựa vào đại gia, nhưng hôm nay tôi quá thất vọng về em. Tôi cứ nghĩ nhà lầu xe hơi là do em vất vả đi diễn đêm hôm mà có. Thế nào Quỳnh Búp Bê mua đồ hiệu như mua rau? Ha ha, hôm mình đi uống nước trên Top Up Hà Nội với bạn, buổi tối gặp ông này cũng đi với một em trẻ đẹp lắm. Ôi chao, thay bồ như thay áo." Hiện tại, những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Kênh sẽ tiếp tục cập nhật khi có các tin tức tiếp theo.